kình kình bảo với em là cặp của anh JK với lại chị Sara mạnh lắm, mình chọn. Thì còn một cặp duy nhất còn lại, cho nên là bắt buộc em phải chọn cặp của bạn Yến với Tú. Đôi nào chọn cũng được, yên tâm trừ mỗi đôi Andy Duy Ngọc ra. Cái vòng thi này chắc chắn bọn mình sẽ phải sử dụng 200% cái sức lực. Chính là Duy Ngọc và Thu Thủy. Thank you dancer, cảm ơn các bạn. Và cặp đôi Minh Tú, Hải Yến sẽ kết hợp cùng với nhau trong ca khúc được mang tên My Heart Will Go On. Hãy cùng nhau lắng nghe giọng hát của họ trong đêm nay, xin mời. Lần này đây khi mà quay trở lại thì Tú và Yến có đem một bản hit từ rất là lâu rồi, muốn cho mọi người thấy là Tú và Yến quay trở lại là hoàn toàn xứng đáng. Mình cũng đã nói với Tú đây như thể là một thử thách của em và anh. Nếu như mình vượt qua được thì mình sẽ có khả năng để mình phô diễn cho tất cả mọi người những cái gì mà mình đang còn có. Every night my dreams, I see you, I feel you, that's how I know you. Across distance and spaces between us, you have come to show you
Hãy thank you dancer. Cảm ơn các bạn và chào đón quay trở lại sân khấu Thu Thủy và Duy Ngọc. Xin mời các bạn. Và bây giờ chúng tôi rất mong đợi những ý kiến nhận xét đến từ ban cố vấn. Đối với cặp đôi Minh Tú và Hải Yến, thật sự là cái vòng trước đây á, mình không có cảm giác thích thích Minh Tú một chút xíu, tại vì thấy rất là đào hoa. Nhưng mà ngày hôm nay thì ngược lại hoàn toàn. Minh Tú hát bằng tất cả, bằng tấm lòng chân thành. Rồi Hằng thấy là khi mà Minh Tú hát á, nó hòa cùng nhịp thở với lại Hải. Đây là một phần trình diễn rất là thành công. Duy Ngọc với lại Thu Thủy, Linh rất là thích cái giọng ca của hai bạn. Đặc biệt là Linh rất là bất ngờ với cái giọng của Thu Thủy. Trái tim còn buồn vì anh, phần rồi lại khóc mong bóng anh trở về. Và anh rất là hy vọng là em sẽ có nhiều cái bài hát solo của em. Đúng, ngày hôm nay em hát rất là hay luôn. Rất hay, cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã đem đến cho chương trình chúng tôi càng ngày càng có nhiều tiết mục chất lượng hơn, nhiều cảm xúc hơn. Cho nên là mình xin chúc mừng tất cả các bạn dù kết quả như thế nào.
Cảm ơn những lời nhận xét đến từ ban cố vấn. Và bây giờ sẽ là thời gian mà chúng tôi dành cho các bạn để bình chọn cho hai cặp đôi của chúng ta. 15 giây đầu tiên dành cho cặp đôi Thu Thủy và Duy Ngọc. Bắt đầu. Đây là một phần trình diễn rất là thành công. Duy Ngọc với lại Thu Thủy, tôi rất là thích cái giọng ca của hai bạn. Và 59 điểm là số điểm khán giả tại trường quay dành cho cặp đôi Thu Thủy và Duy Ngọc. Rất cao đúng không ạ? Và để xem quý vị khán giả tại trường quay dành tặng những số điểm như thế nào dành cho cặp đôi Minh Tú và Hải Yến. 15 giây bắt đầu. Mình không có cảm giác thích thích Minh Tú một chút xíu, tại vì thấy rất là đào hoa. Nhưng mà ngày hôm nay thì ngược lại hoàn toàn. Minh Tú hát bằng tất cả, bằng tấm lòng chân thành. Cho Hằng thấy là khi mà Minh Tú hát đó, nó hòa cùng nhịp thở với lại Hải Yến. Điểm số của các bạn đó chính là 56 điểm. Ngay bây giờ sẽ là điểm số của ban cố vấn dành cho cả hai cặp đôi để chúng ta xác định cặp đôi nào sẽ là cặp đôi may mắn bước tiếp vào trận tiếp theo của chương trình Giai điệu chung đôi. Và bây giờ sẽ là tổng số điểm của khán giả và ban cố vấn dành cho cặp đôi Thu Thủy và Duy Ngọc. 86 điểm. Xin được chúc mừng hai bạn. Tổng số điểm ban cố vấn dành cho cặp đôi Minh Tú và Hải Yến đó chính là 83 điểm. Vậy là chúng ta vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi may mắn tiếp theo bước vào trận chung kết của chương trình Giai điệu chung đôi, đó chính là Thu Thủy và Duy Ngọc. Và xin mời cặp đôi Thu Thủy và Duy Ngọc sẽ tiến đến hàng ghế danh dự. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, vậy là tất cả chúng ta đã tìm được thêm một cặp đôi nữa bước vào vòng chung kết của Giai điệu chung đôi. Còn Minh Tú thì sao? Lần này bạn đã cố gắng như thế nào cho tiết mục trong buổi tối ngày hôm nay? Yến với Tú đi được đến chặng đường ngày hôm nay thì cái việc thắng thua bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng là hai đứa đã có những cái trải nghiệm và đã rút ra được rất nhiều những cái kinh nghiệm và bài học. Đồng thời cũng là hai đứa cũng học hỏi được rất nhiều từ chương trình cũng như là từ các anh chị cố vấn ạ. Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và cũng xin được thay mặt cho chương trình Giai điệu chung đôi cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã lựa chọn chương trình này để kết đôi cùng với nhau. Và hy vọng rằng các bạn sẽ gắn chặt với nhau nhiều hơn nữa trong tương lai. Một tràng hô tay xin được cảm ơn Minh Tú và Hải Yến.